Rắc chuyển sinh luôn á. Đợt huấn luyện kinh hoàng chính thức bắt đầu. Xin lỗi. Kamado nè, huấn luyện với đại đội tới cỡ đó rồi mà chúng mày vẫn còn sung sức dữ vậy. Bởi vì tôi không hề muốn gây phiền phức cho mọi người. Hay là bọn mình cũng tập luôn đi. Tập thì tập thôi. Tự nhiên thấy nhức nhức cái người. Giờ nhảy xuống là trá cái người lắm chờ coi. Giảm xuống không? Hay xuống đại. Đại đi. Nguyên đám nhảy xuống được. 2, 3. Rắc chuyển sinh luôn á. Sao vậy? Chỉ biết chạy thôi hả thằng ngu kia? Rắc chuyển sinh luôn á. Tổ cha nó. Rắc quá. Tốc độ cỡ đó thì bài huấn luyện này có nghĩa lý gì nữa? Quá chậm chạp. Chậm chạp như vậy mà cũng đòi lao đầu vô. Rác quá. Sao mày chậm quá vậy? Quá chậm chạp. Quá chậm chạp. Rác quá. Tổ cha nó. Sao vậy? Chỉ biết chạy thôi hả thằng ngu kia? Trong thực chiến, nếu kiếm bị kẹt vào cây hay đá thì coi như mất mạng. Mình chỉ nên tập trung vào chiến đấu với anh Iguro thôi.